thất bại ở đời chính là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Kính thưa quý vị và các bạn, rất nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn giữa việc làm hài lòng người khác với lòng tốt. Chúng ta không dám nói không với những yêu cầu và đòi hỏi vô lý hay nằm ngoài khả năng của chúng ta, vì không muốn bị nghĩ rằng mình là người ích kỷ. Lâu dần, việc này hình thành nên một thói quen và lối sống nhu nhược. Nó khiến bạn không chân thật với chính bản thân mình, cũng khiến bạn dễ thỏa hiệp với cái xấu và khiến người khác có thể thêm cơ hội lợi dụng lòng tốt của bạn để trở nên lười biếng hoặc ỷ lại. Vô hình chung, bạn đang tự đánh mất giá trị của bản thân mình lúc nào không hay, và cuối cùng đó cũng là thất bại trong cuộc đời của bạn. Có một doanh nhân từng nói: "Tôi không biết chìa khóa đến thành công là gì, nhưng chìa khóa của thất bại chính là việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người." Điều đó hoàn toàn đúng. Sống trên đời, nếu dành hết tâm trí mình để quan sát thái độ của người khác, từ đó nương theo mà hành xử, chiều lòng họ, thử hỏi cuộc đời bạn còn ý nghĩa gì? Khi ấy, phải chăng là bạn đang sống hộ người khác? Phải chăng là muốn trao vận mệnh của mình cho kẻ khác? Kỳ thực, mỗi cá nhân sinh ra đều có vận mệnh khác nhau, đều là những cá tính tự ngã khác nhau, có lòng tự tôn và nguyên tắc sống riêng biệt. Nếu chỉ biết chạy theo làm đẹp lòng người khác, chẳng phải bạn đã đánh mất đi giá trị, phẩm chất của mình rồi sao? Bởi vậy, người xưa nói, vạn sự bất cầu nhân. Ý nói những chuyện trên đời này đừng nên mong cầu vào người khác. Khi cố lấy lòng người khác, chẳng phải là bạn cũng đang muốn được họ chiếu cố đến mình đó sao? Thực tế đã chỉ ra rằng điều này là hoàn toàn viển vông. Cuộc đời và vận mệnh phải do chính mình nắm giữ và an bài. Sống tự tin, khẳng khái, hướng thiện, bao dung, rồi bạn sẽ có được tất cả những gì đáng có. Rồi bạn sẽ chẳng phải nhờ vả, cậy cục, núp bóng ai. Đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Theo Amy Morin, nhà trị liệu tâm lý, tác giả của 13 điều những người thần kinh thép không bao giờ làm, cho biết: nếu bạn cố gắng trở thành người luôn cố làm hài lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được các mục tiêu của mình. Cuốn sách 13 điều người có tinh thần thép không làm được viết ra từ tình yêu của cuộc sống của một người phụ nữ đã từng trải qua nghịch cảnh trong đời, cũng là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành trị liệu tâm lý Hoa Kỳ. Amy Morin đã có dịp lắng nghe những câu chuyện ưu phiền và bất hạnh của khách hàng. Không chỉ vậy, chính bản thân cô từng trải qua những kinh nghiệm đau khổ trong cuộc đời. Bằng những trải nghiệm trị liệu cho người khác và tự trị liệu cho bản thân, Amy Morin đã đúc kết và lập nên danh sách 13 biểu hiện không bao giờ xuất hiện ở người có tinh thần mạnh mẽ. Và Amy Morin cũng đã liệt kê ra 10 dấu hiệu cho thấy bạn đang cố gắng để làm đẹp lòng tất cả mọi người. Dấu hiệu thứ nhất là bạn giả bộ đồng ý với tất cả mọi người. Lắng nghe người khác một cách lịch sự, ngay cả khi bạn không đồng ý với ý kiến của họ, là một kỹ năng giao tiếp xã hội cần thiết. Tuy vậy, nếu bạn giả vờ đồng ý chỉ vì bạn muốn bản thân được yêu quý, điều này khiến một lúc nào đó bạn có thể đi ngược lại với những giá trị của bản thân một cách không tự biết. Thứ hai là bạn cảm thấy mình có trách nhiệm với cảm xúc của người khác. Sẽ rất tốt nếu bạn có ý thức về hành vi của bản thân và ý thức được rằng hành vi đó ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Nhưng sẽ là vấn đề nếu bạn cho rằng có khả năng khiến người khác hạnh phúc. Bởi cảm xúc của mỗi cá nhân được quyết định bởi chính bản thân người đó chứ không phải là bạn. Điều thứ ba, bạn thường xuyên nói xin lỗi. Thường xuyên cảm thấy bản thân có lỗi hay sợ người khác chỉ trích bản thân, và liên tục nói lời xin lỗi có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng. Bạn không cần thiết phải xin lỗi vì mình đã là chính mình. Thứ tư là bạn cảm thấy nặng nề về những việc mình phải làm. Mỗi ngày, mỗi người đều chỉ có một quỹ thời gian ngắn ngủi của riêng bản thân họ, và họ có trách nhiệm trong việc sử dụng quỹ thời gian đó. Nhưng nếu chỉ luôn muốn làm hài lòng người khác, có thể thời gian của bạn sẽ chỉ dành để làm những việc mà bạn nghĩ người khác muốn bạn làm. Điều thứ năm, bạn không thể nói không. Mặc dù bạn nói có, nhưng sau khi đó lại không thực hiện lời hứa đó, hoặc kiếm cớ để thoái thác. Khi bạn thậm chí không thể bảo vệ cho chính bản thân mình và những giá trị của mình, thì bạn sẽ chẳng làm được việc gì to tát cả. Điều thứ sáu, nếu ai đó tức giận với bạn, bạn thấy khó chịu. Chỉ vì ai đó tức giận với bạn,
không có nghĩa là bạn đã làm gì đó sai. Nhưng nếu bạn không thể chịu được suy nghĩ có người không vừa lòng với mình, bạn sẽ dần dần trở thành con người dễ thỏa hiệp. Điều thứ 7, bạn cư xử giống như những người xung quanh. Sự khác biệt trong cá tính mỗi con người là một điều hiển nhiên và bình thường. Nhưng những người chuyên làm hài lòng người khác lại sợ bản thân mình không được chấp nhận bởi đám đông. Vì thế, họ ra sức trở nên giống với mọi người. Tin xấu là sự thỏa hiệp này dễ dàng khiến bạn trở thành không phân biệt được tốt xấu hay thiện ác. Điều thứ 8, bạn cần được khen để tâm trạng tốt hơn. Chúng ta không phủ nhận rằng lời khen đúng lúc và những lời tử tế có thể khiến con người cảm thấy tích cực hơn. Thế nhưng người luôn làm vừa lòng người khác lại xem những điều này như một sự ghi nhận về nỗ lực và khả năng của họ. Điều thứ 9, bạn cố gắng tránh mâu thuẫn. Xung đột là điều không ai muốn, nhưng tìm mọi cách để trốn tránh mâu thuẫn không phải là một cách hay. Bởi bạn sẽ không dám đấu tranh cho những thứ mà bạn tin tưởng. Hãy đối mặt và giải quyết vấn đề. Điều thứ 10, bạn không thừa nhận rằng bản thân cảm thấy bị tổn thương. Nếu bạn luôn tìm cách phủ nhận rằng bạn đang tức giận, buồn bã, xấu hổ hay thất vọng ra sao, bạn sẽ không bao giờ có được một mối quan hệ sâu sắc và mọi thứ dường như thật giả tạo. Công bằng mà nói, bạn không thể mong ở đời không có kẻ thù ghét mình, gây khó dễ cho mình. Cha mẹ, bạn bè, người thân có thể yêu thương bạn vô tư, chẳng toan tính. Nhưng đồng nghiệp, đối thủ đôi khi vẫn có thể căm hận bạn dù bạn chẳng làm gì sai. Cuộc sống muôn vẻ muôn màu là vậy. Có người ưu ái bạn thì cũng có kẻ gièm pha bạn. Có người tôn trọng bạn lại cũng có kẻ coi bạn bằng nửa con mắt mà thôi. Bởi thế, dẫu cố gắng đến đâu, nhọc lòng thế nào bạn cũng chẳng thể làm vừa lòng tất cả. Chẳng thể đảm bảo rằng mình không còn bị ai thù ghét. Nếu có ai đó thù ghét, cay độc, mỉa mai, chế giễu mình, bạn hãy luôn nhớ rằng, trong miệng người khác, bạn không phải là con người bằng xương bằng thịt. Đã là như vậy, tại sao bạn còn phải thấy thống khổ, còn phải thấy mất mặt vì những lời đàm tiếu xung quanh? Cây ngay không sợ chết đứng. Người quân tử thường để ngoài tai lời ong tiếng ve của kẻ tiểu nhân. Chỉ cần giữ được phong thái cao, mọi sự bên ngoài đều không thể làm bạn khó xử. Cổ nhân nói ấy là cái dĩ bất biến ứng vạn biến, nghĩa là lấy cái bất biến của tâm mình mà ứng xử với mọi sự biến hóa của cuộc đời. Và chăng, nếu nghĩ thật sâu, có thể nhận ra rằng bạn là tốt hay xấu hoàn toàn không thể dựa vào một lời nói bâng quơ của ai đó. Người ta nói bạn xấu chắc gì bạn đã xấu. Còn khi họ khen bạn thật tốt, ai có thể khẳng định bạn hoàn mỹ đến thế đây? Cặp mắt thịt của con người chỉ nhìn thấy thân thể bề ngoài. Đôi khi đánh giá tốt xấu đúng sai cũng chỉ là trông mặt mà bắt hình dong. Chẳng ai có thể nhìn thấu nội tâm và vẻ đẹp thẳm sâu bên trong của bạn, có phải như vậy không? Ví như, đại bàng không cần tiếng vỗ tay khuấy động, cũng tự mình bay bổng vút tận trời cao. Loài hoa hoang dại trong núi sâu, không cần có người thưởng thức cũng đua nhau nở. Có một điều bạn nên biết rằng, là vây quanh cuộc sống của ta luôn luôn có những ý kiến. Nó có thể là những lời động viên khích lệ đầy tích cực hoặc ngược lại, ẩn chứa một sự chế nhạo chê bai. Ta không thể ngăn được chúng xuất hiện. Ta cũng không thể chống lại chúng, bởi thật vô ích khi làm việc đó. Và cuối cùng, bạn hãy luôn ghi nhớ rằng, làm người không cầu rằng ai cũng thích mình. Chỉ cần bạn luôn chất phác, bao dung, lương thiện. Làm việc không cần phải giải thích để tất cả hiểu. Chỉ cần bạn tận tâm nỗ lực là đủ rồi. Vậy mới hay. Nhân sinh vạn thuở mãi gánh đua, quay cuồng một kiếp cố được thua. Trăm năm ánh chớp qua như mộng, mới hay thế sự thảy trò đùa.